Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống Chi Nhánh Cái Bè. Hôm nay Thế Giới Chi Nhánh Cái Bè giới thiệu cho mọi người một giống cây cacao. Cây cacao là một loại cây chịu được bóng rất tốt nên dễ trồng và chăm sóc. Cây thích hợp trồng xen kẽ dưới tán những cây ăn quả khác. Đặc biệt cây không kén đất. Quả cây có màu nâu, sần sùi. Vỏ khi sống có màu hồng, khi chín có màu đỏ. Bên trong quả chứa rất nhiều hạt màu nâu bóng. Cây chủ yếu trồng lấy hạt là thành phần chế biến của một số loại thực phẩm như sô-cô-la, sữa cacao, nên đem lại hiệu quả kinh tế cũng khá là cao. Nếu mọi người có nhu cầu tìm hoặc mua, mọi người gọi đến số điện thoại 0824 664499 để được tư vấn và hỗ trợ. Hẹn gặp lại mọi người.